Để xác minh thông tin phản ánh về tình trạng phá rừng tại một số bản của xã Triềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, chúng tôi đã có mặt tại đây để tận mắt chứng kiến việc này. Sau nửa giờ băng qua nhiều đoạn đường quanh co của núi rừng Mộc Châu để vào tới địa bàn xã Triềng Khừa, tới đây chúng tôi tiếp tục phải đổi sang di chuyển bằng xe máy, rồi đi bộ băng rừng để tới được khu vực bản Tòng, địa điểm có thông tin phản ánh về tình trạng phá rừng. Theo quan sát, tại đây nhiều gốc cây với đường kính lớn đã bị đốn hạ, thân cây được xẻ thành gỗ hộp ngay tại đây, sau đó mới được chuyển đi. Dấu hiệu của việc chặt phá rừng ở đây chỉ còn lại là những hộp gỗ được xẻ ra nhưng chưa kịp chuyển. Những gốc cây cổ thụ bị đốn hạ đã bị cây rừng cuốn quanh dần phủ kín. Bên cạnh những cây gỗ bị đốn hạ bởi những lưỡi cưa sắc lẹm thì cũng có những cây gỗ do già cỗi mà tự bật gốc hoặc do gió bão quật đổ. Những cây gỗ này vẫn còn nguyên vẹn và dần mục nát theo thời gian. Lý giải về tình trạng chặt phá rừng ở đây, ông Bàn Văn Dũng, cán bộ kiểm lâm, hạt kiểm lâm huyện Mộc Châu, Sơn La cho biết. Cái tình hình khai thác thì vẫn diễn ra nhỏ lẻ ở một số bản. Như đây hôm nay mình đang đứng ở số bản ông Lý là những cái cây, có một số cây thì nó mới khai thác trong năm 2018, nhưng mà đa số những cái cây là bà con tận dụng để xẻ về lấy gỗ về làm nhà, phục vụ đời sống sinh hoạt. Trong năm 2018 thì cũng có một số trường hợp bọn tôi cũng tuần tra là phát hiện được một số trường hợp là có xẻ thớt để buôn bán, đưa ra ngoài ở địa bàn để buôn bán, và cũng đã xử lý. Thì bà con là một số cây gỗ nó do thiên tai gãy đổ thì bà con đã nằm hàng chục năm nay thì bà con đi xẻ lại tận dụng. Còn số một số cây chật mới thì nó rải rác ở các bản, không phải tập trung một chỗ hàng chục cây gỗ. Tại địa bàn xã Triềng Khừa thì đã chưa xảy ra cái trường hợp nào tôi xử lý hình sự, tại vì nó diễn ra nhỏ lẻ, cái khối lượng lâm sản thì nó ít nên là không đủ điều kiện để khởi tố, chỉ xử lý hành chính và tôi kiểm tra để thu giữ tang vật. Rời bản Tòng, chúng tôi tiếp tục di chuyển tới bản Ông Lý. Men theo dòng suối cạn, chúng tôi phát hiện một số cây gỗ lớn bị xẻ, những gỗ hộp, gỗ ván. Tiếp đó là một số cây gỗ bị gãy đổ chắn ngang dòng suối. Có cây gãy đổ, thân cây bị vỡ thành nhiều mảnh. Do địa hình suối dốc, lượng lũ lớn dẫn đến cây ở hai bên bờ suối bị đổ, chết. Còn lại chỉ có số ít cây bị chặt xẻ. Ông Hà Văn Mươi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triềng Khừa nói. Do cái địa hình suối thì dốc, thế là nhiều đá, cái đá thì là hàng năm thì lượng lũ thì cũng rất là to. Thế cho nên là cũng có nhiều cây là do lũ quét qua, đồng thời là ngập lên xong rồi cạn thì dẫn đến cây bị chết, bị đổ thì cũng khá nhiều. Thế còn về cái chặt xẻ thì qua thực tế là anh em thỉnh thoảng đi kiểm tra thì cũng có phát hiện, nhưng mà không số lượng không nhiều. Được biết, sau khi có phản ánh, hạt kiểm lâm Mộc Châu đã phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Ủy ban Nhân dân xã Triềng Khừa tiến hành kiểm tra toàn diện khu vực rừng của các bản trên địa bàn xã Triềng Khừa. Qua kiểm tra, không còn hiện tượng chặt phá rừng hay khai thác lâm sản trái phép mới trên địa bàn. Về hiện trường các vụ việc khai thác gỗ, qua kiểm tra các điểm việc khai thác gỗ trong khu vực là có cơ sở. Tuy nhiên, các điểm có xẻ gỗ đều cơ bản là gỗ đã đổ từ lâu, do nhân dân xẻ tận dụng và sử dụng tại chỗ. Một số điểm khai thác gỗ đã bị cơ quan kiểm lâm phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã kiểm tra bắt giữ trước khi có thông tin báo chí phản ánh, như trường hợp cây gỗ mít và một số điểm có xẻ gỗ nghiến. Số lượng gỗ mới thu được đang điều tra xác minh làm rõ là 1.872 mét khối gỗ xẻ, trong đó gỗ mít là 0,35 mét khối, gỗ nghiến là 1,52 mét khối. Toàn bộ số gỗ trên đang được bảo quản tại Ủy ban Nhân dân xã Triềng Khừa từ ngày 16 tháng 3 năm 2019. Về tình trạng chặt phá rừng, trước khi báo chí phản ánh, các cơ quan chức năng của huyện phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Triềng Khừa kiểm tra phát hiện 2 trường hợp chặt phá rừng. Kiểm tra phát hiện ngày 21 tháng 3 năm 2019, trong đó có một trường hợp diện tích 0,94 ha. Hiện các cơ quan điều tra đang phối hợp làm rõ để khởi tố vụ án. Một trường hợp có diện tích 0,079 ha đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính.